Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Trong bản tin thời sự cuối ngày, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn các nội dung đáng chú ý. Trong phiên làm việc sáng ngày hôm nay, các đại biểu Quốc hội đồng thuận cao với việc cần thiết sửa đổi bổ sung luật phòng chống mua bán người. Nhận diện thủ đoạn và đấu tranh với luận điệu của các thế lực thiếu thiện chí, thù địch, xuyên tạc về quyền của người lao động ở Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy nhà ở Đà Lạt khiến 3 cháu nhỏ tử vong. Sau đây là nội dung chi tiết bản tin. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Trong phiên làm việc sáng ngày hôm nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật phòng chống mua bán người sửa đổi. Qua thảo luận, các đại biểu Quốc hội đều đồng thuận cao với sự cần thiết sửa đổi bổ sung luật phòng chống mua bán người cho phù hợp với thực tiễn và phù hợp với các chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định tại một số dự án luật mới có liên quan đến việc phòng chống mua bán người. Về việc ngăn ngừa phòng chống và... Qua thảo luận, các đại biểu đánh giá cao dự thảo luật đã bổ sung những nguyên tắc và chính sách quan trọng của nhà nước về phòng chống mua bán người như chính sách hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân, quy định về miễn trách nhiệm hình sự và hành chính trong trường hợp nạn nhân bị ép buộc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Việc bổ sung những nguyên tắc này là rất cần thiết, khẳng định sâu sắc hơn chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng chống mua bán người. Dự thảo luật cũng đã xây dựng một loạt các điều khoản quy định về quyền của nạn nhân, về tiếp nhận, xác minh và xác định và bảo vệ nạn nhân, bảo vệ người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người thân thích của họ, cho thấy tính ưu việt so với luật năm 2011 trong bảo vệ quyền con người, thực hiện một cách thiện chí các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, như các cam kết từ điều 6 đến điều 13 của Nghị định thư về việc ngăn ngừa, phòng chống và trừng trị việc mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Mua bán người thì được Liên Hợp Quốc đã xác định là một trong 4 loại tội phạm nguy hiểm nhất thế giới. Thời gian qua thì tình hình mua bán người vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngày nay, công nghệ phát triển, các đối tượng chỉ cần ngồi tại một vị trí sử dụng mạng Zalo, Facebook để có thể kết nối, dụ dỗ, đưa người ra nước ngoài hoặc trao đổi mua bán nạn nhân ngay trong nội địa. Chính vì vậy, việc để tăng cường hiệu lực hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người, việc sửa đổi bổ sung luật phòng chống mua bán người là hết sức cần thiết. Qua thảo luận, nhiều đại biểu bày tỏ bức xúc về hành vi mua bán thai nhi trong bụng mẹ, qua đó đề nghị bổ sung quy định trong luật để có chế tài xử lý, bảo vệ thai nhi và bà mẹ mang thai. Theo quy định pháp luật thì khi thai nhi được sinh thành công, đứa trẻ ra đời, thì hành vi mua bán được xem xét xử lý theo quy định của Bộ Luật Hình sự về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, nếu trường hợp đứa trẻ không được sinh ra do các rủi ro khi mang thai, hoặc là hành vi bị phát hiện khi đứa trẻ chưa được sinh ra, nhưng mà đã có hành vi thỏa thuận, đặt hàng, trao đổi thai nhi trước đó thì hành vi này được xem xét và xử lý như thế nào. Vì vậy thì tôi cũng đề nghị là sẽ tiếp tục hoàn thiện khái niệm mua bán người trong dự thảo để bao quát được hết các hành vi xảy ra trên thực tế, từ đó có các biện pháp và có các cái chế tài thích đáng. Làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu quan tâm, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, luật phòng chống mua bán người sửa đổi được ban hành sẽ là một bước phát triển trong hoạt động lập pháp của nhà nước ta nói chung và trong lĩnh vực phòng chống mua bán người nói riêng, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng chống mua bán người. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, các ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội đều thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm cao để hoàn thiện dự thảo luật. Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ báo cáo Chính phủ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra của Quốc hội, nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng để chỉnh lý hoàn thiện quy định trong dự thảo luật về các khái niệm mua bán người, nạn nhân, về chính sách của nhà nước về phòng chống mua bán người, về phòng ngừa mua bán người, về tiếp nhận, xác minh, xác định và bảo vệ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân, về hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định nạn nhân và một số nội dung khác. Và nhân dân
Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ mong muốn các đại biểu Quốc hội, các cơ quan tổ chức và nhân dân tiếp tục quan tâm cho ý kiến đối với dự án luật. Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan, tiếp thu tối đa, giải trình thấu đáo, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo đúng chương trình. Cũng trong phiên làm việc sáng nay, với đa số đại biểu ấn nút biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua dự án luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi. Đáng chú ý, dự thảo luật đã được chỉnh lý, cho phép ghi âm toàn bộ diễn biến phiên tòa, phiên họp. Việc ghi âm chỉ được thực hiện trong thời gian khai mạc phiên tòa, phiên họp và tuyên án, công bố quyết định. Việc ghi âm ghi hình nêu trên phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa, phiên họp, những người có liên quan theo quy định. Luật gồm 9 chương, 152 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Trong phiên làm việc buổi chiều, với đa số đại biểu ấn nút biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022. Quốc hội cũng đã tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Chiều nay tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, Khâm Phạo Ân Thạ Văn. Chúc mừng đồng chí Khâm Phạo Ân Thạ Văn được Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tin tưởng giao nhiệm vụ là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam. Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác của mình, Đại sứ Khâm Phạo Ân Thạ Văn sẽ có những đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh. Trong những năm qua, hợp tác giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam-Lào luôn được duy trì, củng cố, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, đặc biệt là trong công tác phối hợp trao đổi tình hình liên quan đến an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của mỗi nước. Các lực lượng chức năng hai bên đã phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị. Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, hoạt động du lịch của nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giúp Bộ Công an Lào, Bộ Công an Việt Nam đã hỗ trợ Bộ Công an Lào xây dựng 244 trụ sở công an tại các bản của Lào giáp biên với Việt Nam và các bản là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, hỗ trợ xây dựng công trình Học viện Chính trị Công an Lào. Hiện tại, Bộ Công an Việt Nam đang triển khai hỗ trợ Bộ Công an Lào xây dựng hệ thống dữ liệu dân cư và căn cước công dân, xây dựng trung tâm cai nghiện ma túy tại tỉnh Viêng Chăn, Lào. Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Bộ Công an Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung, giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam-Lào nói riêng. Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Khâm Phạo Ân Thạ Văn khẳng định trên cương vị công tác sẽ nỗ lực hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước Lào-Việt Nam nói chung, giữa lực lượng công an hai nước nói riêng, qua đó góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước, nhân dân hai nước nói chung, giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam-Lào nói riêng. Thưa quý vị, quyền của người lao động luôn được xem là một bộ phận quan trọng cấu thành nên hệ thống các quyền con người được Liên Hợp Quốc đề cập rõ nét trong các văn bản pháp lý quan trọng. Tại Việt Nam, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm và thực hiện những quyền cơ bản này thông qua các chủ trương chính sách lớn. Tuy nhiên đây cũng là vấn đề mà các thế lực thiếu thiện chí thù địch hay lợi dụng để bịa đặt bôi xấu Việt Nam. Trong chương trình nhận diện và đấu tranh tối ngày hôm nay, biên tập viên Nam Hà sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Kính chào quý vị khán giả. Nhắc đến tổ chức theo dõi nhân quyền gọi tắt là HRW, chúng ta không lạ gì với những thủ đoạn đưa ra thông tin sai trái xuyên tạc về tình hình dân chủ nhân quyền ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Mức độ xuyên tạc và vu cáo của HRW ngày càng gia tăng thông qua nhiều hình thức khác nhau như đưa ra báo cáo, thông cáo, thư kiến nghị. Mới đây, tổ chức này tiếp tục có những nhận định sai trái về bảo đảm quyền của người lao động ở Việt Nam. Bằng việc đăng tải bài viết Việt Nam phát ngôn sai lạc về quyền của người lao động, tổ chức này quy chụp việc Việt Nam tôn trọng quyền của người lao động chỉ dựa trên các ngôn từ và lời hứa sáo rỗng, hay người lao động không được chọn ra người lãnh đạo hay đại diện cho quyền lợi của họ. Thực tế cho thấy thì Việt Nam luôn đảm bảo các quyền của người lao động và quyền thành lập của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. Điều này đã được thể hiện
rất rõ và cụ thể ở trong Bộ Luật Lao động năm 2019. Và trong đó thì có nêu rõ và tổ chức công đoàn và tổ chức của người lao động nó có quyền bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của người lao động. Chưa dừng lại, tổ chức theo dõi nhân quyền còn đưa ra cách nhìn sai lệch khi cho rằng luật công đoàn Việt Nam chỉ cho phép các công đoàn do chính phủ kiểm soát. Từ đó, tổ chức này quy kết việc Việt Nam tôn trọng quyền của người lao động chỉ dựa trên các ngôn từ và lời hứa sáo rỗng. Các thế lực thù địch cũng đã lợi dụng vào cái vấn đề này để cho cái việc là cần phải có cái tổ chức để có thể bảo vệ và đại diện tốt hơn. Thì tôi khẳng định rằng mục tiêu ở đây nó không phải là vấn đề về lao động, về việc làm, mà nó lại là những cái ý đồ sâu xa mang tính chất là chính trị, mang tính chất là phi lao động việc làm. Những vu cáo của tổ chức theo dõi nhân quyền tung ra ngay sau khi đoàn đại biểu Việt Nam tham gia phiên đối thoại theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát UPR chu kỳ 4 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào tháng 5 năm 2024. Hành động này lộ rõ ý đồ tung hỏa mù, tác động xấu tới dư luận quốc tế về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Vậy tại sao tổ chức theo dõi nhân quyền HRVK lại có những hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam? Bởi bên cạnh những chiêu bài khác thì dân chủ nhân quyền vẫn được xem là một mũi nhọn trong chiến lược diễn biến hòa bình, và HRVK chính là một trong những tổ chức nhằm hiện thực hóa ý đồ đó của các quốc gia thiếu thiện chí với Việt Nam. Tổ chức theo dõi nhân quyền được thành lập vào năm 1978 với tên là Helsinki Watch. Năm 1988, Helsinki Watch hợp nhất với một số tổ chức quốc tế khác và đổi tên thành Tổ chức theo dõi nhân quyền. Mặc dù mang danh nghĩa là tổ chức hoạt động về nhân quyền, nhưng hoạt động của HRVK lại cho thấy tổ chức này đang đi lệch tôn chỉ mục đích. Thực tế tại Việt Nam cũng như là các cái thông tin tài liệu mà lực lượng công an và lực lượng an ninh nắm được, thì tổ chức theo dõi nhân quyền này có rất nhiều các cái hoạt động chống Việt Nam về lĩnh vực nhân quyền. Điều đáng nói, những thông tin trong các báo cáo mà HRVK đưa ra đều dựa trên những nguồn tin vốn kỳ thị về các chế độ xã hội do Đảng Cộng sản lãnh đạo, thậm chí cả những trang mạng xã hội của những đối tượng phản động, phần tử cơ hội chính trị. Các tổ chức này đã móc nối chặt chẽ với các cái đối tượng chống Việt Nam ở trong và ngoài nước. Ở ngoài nước thì nổi lên là móc nối với các tổ chức phản động lưu vong, các cái nghị sĩ hoặc là các cái chính khách không có thiện cảm với Việt Nam. Ở trong nước thì tăng cường móc nối với các cái đối tượng phản động nội địa và đối tượng tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thực chất, tổ chức theo dõi nhân quyền chỉ là con rối đội lốt nhân quyền. Mưu đồ của tổ chức này là gây bất ổn xã hội, gia tăng xung đột giữa người dân và chính phủ, từ đó hòng lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa. Do bị chi phối bởi ý đồ chính trị mà những bản báo cáo của HRVK đưa ra về tình hình nhân quyền nói chung và quyền của người lao động ở Việt Nam nói riêng là không khách quan, không trung thực. Thực tế, lao động và việc làm là một trong những quyền cơ bản của công dân. Đảng, nhà nước, chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và nỗ lực vì quyền của người lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa đề xuất chính phủ giảm giờ làm chính thức trong tuần của người lao động xuống dưới 48 giờ một tuần trong những năm tới. Nghe thông tin này, anh Sĩ, công nhân một doanh nghiệp ở khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội, rất mừng bởi anh sẽ có thêm thời gian cho gia đình. Tôi rất đồng tình với cái việc sửa đổi cái giờ lao động của nhân viên lao động từ 48 giờ trở xuống, để đối với cá nhân người lao động thì sẽ có nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc gia đình bản thân và xử lý những cái việc riêng. Tổng Liên đoàn là một trong những thành tố để cùng với các ngành chức năng để xây dựng chính sách điều kiện làm việc, cũng như là để nâng cao cái đời sống của công nhân, trong đó về vấn đề tiền lương, thì những cái đấy thì từng bước để đưa cái quan hệ lao động nó minh bạch. Bên cạnh bảo vệ tối đa lợi ích của người lao động, Việt Nam cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư phát triển sản xuất để giải quyết việc làm cho người lao động. Hiện nay, tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam chỉ là 2,25%, ở mức thấp so với mặt bằng chung trên thế giới. Về việc làm, là đảm bảo là người trong độ tuổi lao động là có thể tìm kiếm được việc làm phù hợp với năng lực sở trường và chuyên môn đào tạo.
và cái việc làm này có thể có thu nhập chính đáng, hợp pháp, đảm bảo quyền lợi và đời sống của người dân. Trong bảo vệ quyền của người lao động, vai trò Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các đơn vị trực thuộc ngày càng được khẳng định, đáp ứng đầy đủ những nguyện vọng chính đáng cho người lao động. Các cấp công đoàn đã triển khai rộng khắp chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn ở nhiều tỉnh, thành phố. Cái điều đó nó thể hiện được cái tính yêu Việt của chế độ của chúng ta. Và cái điều này không chỉ nhận được cái sự đồng thuận của người dân ở trong nước mà còn nhận được cái sự đồng thuận, ý kiến đánh giá cao, rộng rãi của nhân dân thế giới. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với thế giới, Việt Nam cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế chung, trong đó có vấn đề quyền của người lao động. Đến nay, Việt Nam đã tham gia 25 công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, bao gồm 7 trong số 8 công ước cơ bản. Bảo vệ quyền lợi của người lao động, đấy là cái mục tiêu nhất quán của Đảng và Nhà nước và đã được Đảng và Nhà nước cũng như là cả hệ thống chính trị tham gia và đã đạt được những kết quả rất lớn thời gian vừa qua. Và điều này đã được thể hiện rõ đầu tiên, có thể khẳng định là trong các cái căn cứ cơ sở pháp lý mà ở trong cái hiến pháp là đạo luật gốc cũng đã thể hiện rất rõ cái yếu tố này. Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 sẽ là quốc gia tiên phong về an sinh xã hội và việc làm thỏa đáng bền vững. Sự nỗ lực, chủ động và tích cực của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền của người lao động đã củng cố uy tín của đất nước, tạo thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế và tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Thực tiễn cho thấy, dù tổ chức theo dõi nhân quyền hay một số tổ chức khác có hành động chống phá Việt Nam dưới chiêu bài dân chủ nhân quyền nói chung và quyền của người lao động nói riêng, thì chính những thành tựu sinh động nói trên là minh chứng rõ nét nhất, bác bỏ mọi luận điệu vu cáo, xuyên tạc. Nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt quý vị khán giả. Một vụ hỏa hoạn thương tâm đã xảy ra vào sáng ngày hôm nay trên địa bàn phường 7 thành phố Đà Lạt khiến 3 cháu nhỏ tử vong. Công an thành phố Đà Lạt đã phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Lâm Đồng điều tra làm rõ nguyên nhân. Không khí tang thương đang bao trùm góc xóm nhỏ đường Nguyên Phi Ỉ Lan, phường 7 thành phố Đà Lạt khi cả 3 cháu bé từ 9 tháng đến 6 tuổi không thoát ra ngoài được trong vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra vào sáng ngày hôm nay. Trước đó khoảng hơn 9 giờ 30 phút sáng nay, ngọn lửa bốc lên phía sau căn nhà cấp 4 tại số 91 đường Nguyên Phi Ỉ Lan, phường 7 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, rồi bùng lên toàn bộ khu phía sau. Lúc này trong nhà có 3 cháu nhỏ gồm Vòng Minh Anh 9 tháng tuổi, Vòng Ngọc Bảo An 4 tuổi và Vòng Anh Khoa 6 tuổi la hét gào khóc trong nhà. Phát hiện sự việc, một số người dân xung quanh nỗ lực tiếp cận giải cứu nhưng không thành công. Nhưng mà lúc đó là đang rửa chén ở trong nhà á, thì mình có nghe là tiếng la. Khi mà mình chạy ra ngoài là mình thấy lửa nó có bốc khói, là chạy ra ngoài đường em có la lên là mình chạy vô. Chạy vô trong đó là em với lại có thêm một anh nữa là vô giải cứu. Nhưng mà lúc đó là lửa, lúc đó là khi là lửa lúc đó là nó đang phật lên quá nhanh. Cũng nguồn nước thì quá ít. Thì lúc đó em kéo được cái vòi nước đâu là có bao nhiêu đây à. Là lúc đó là anh em lay quay chạy ra ngoài sau bồn đây á, mở nước thì lại không có nước. Cái nguồn nước không có để mình cứu được bé. Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã xuất 9 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến triển khai ngay công tác cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiếp cận được thì 3 cháu nhỏ đã tử vong. Tại hiện trường, một căn phòng cùng nhiều vật dụng bị lửa tác động rất mạnh. Khu vực nhà gỗ phía dưới cũng bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 23 tháng 6, chị Đậu Thị Tú trú tại Nghĩa Đàn, Nghệ An cùng 3 cháu nhỏ đến thăm bà ngoại là Nguyễn Thị Tâm hiện đang ở và làm thuê tại đây. Sáng nay, chị Tú ở nhà nấu ăn sáng cho các cháu nhỏ và để 3 con nhỏ ở trong phòng, sau đó khóa cửa phòng để đi ra ngoài mua sữa. Trước lúc đi khỏi phòng, chị Tú bật bếp ga nấu đồ ăn cho các cháu, nhưng khi ra khỏi phòng thì quên tắt bếp, xảy ra sự việc. Hiện Công an thành phố Đà Lạt cùng các cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Chính quyền thành phố Đà Lạt cũng đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân 54 triệu đồng. Liên quan đến vụ cháy trên, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Công điện nêu rõ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các cháu bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có, theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy.